Bộ phim Sợi Dây Chuyền Định Mệnh. Mọi người thấy sao? Lấy được tiền rồi là trả nợ được. Nè, rải đi. Nè, bố Toan à, mau lên xe đi chứ, sắp muộn rồi đó. Biết rồi. Anh Hai à, chúng ta đi thôi. Được. Dạ. Mau lên xe đi. Biết rồi, hối cái gì mà hối dữ vậy. Chắc là màn hình bị hư rồi. Vậy anh có thể sửa được không? Tôi không sửa được đâu. Chắc là phải vào thành phố sửa. Nè. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thu tiền. Này, cậu muốn cầm nhiều? 100.000 bạc. 200.000 không? Được tới 200.000 lận á. 100.000 thôi. Chị ơi. Hả? Chị cho tôi xin túi trong nước có được không? Được chứ. Cảm ơn chị. Thời gian làm việc 8 giờ rưỡi tới 17 giờ rưỡi từ thứ hai tới thứ sáu. Tiệm cầm đồ. Đi được rồi. Đi thôi. Chú, xe này cũ như vậy bán rẻ cỡ nào thì cũng đâu có lời đâu chứ. Nói như là cô hiểu lắm không bằng vậy. Nè anh. Không có đâu. Chủ trước chiếc xe này sửa nó lại để thi đấu. Có camera trước sau kìa. Có được không vậy trời? Chú bán bao nhiêu tiền? 80.000. Bán 80.000 bạc. Dạ đây. Tiền đây. Chú cứ đếm trước đi. Cảm ơn nha. Rồi. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Chị đã đưa tôi đi. Có gì đâu. Nếu như Trăng không có nhờ giả tôi á, thì tôi đâu có giúp cái gì, làm lỡ mất thời gian kiếm tiền. Nếu như á, mà anh muốn cảm ơn ai đó thì cảm ơn Trăng đi nha. Trăng nó rất lo cho anh luôn. Không mất thời gian nữa, bây giờ chúng tôi xin phép về trước nha. Đi. Trăng lo cho anh nhiều lắm luôn á nha.
Valentine. Chẳng hợp tác với em trai của anh lấy trộm dây chuyền kim cương sao? Là Queen Mary, trị giá hơn 300 triệu bạc. Trời ơi, 300 triệu? Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Chung Chăng chỉ vừa mới ra tù thôi, anh hiểu không? Hả? Sao cô ấy quen em trai của anh được chứ? Loại người giống như Chung Chăng, lúc mà bị dồn tới đường cùng rồi thì lúc nào cũng có thể quen người mới ngay thôi, nhất là những người có tiền. Em im miệng đi có được không? Thôi được rồi, giờ vậy đi. Bây giờ tôi chắc chắn một điều là Chung Chăng đã đưa Nai đi trốn ở nơi nào đó, có thể là quê nhà chiên rai của cô ấy. Anh Paul có biết quê Chung Chăng hay là nhà của Chung Chăng ở đâu không? Ở làng biên giới đó anh. Ở làng biên giới sao? Ôi không thể nào đâu, không thể nào đâu. Chăng tuyệt đối không bao giờ quay về quê đâu, có biết không? Bởi vì Chăng từng lừa tiền của người trong làng, nếu mà về sẽ bị bắt liền. Vậy nếu như không tới đó thì anh có biết Chung Chăng cô ấy sẽ đi tới đâu không? Không biết, ai mà biết chứ. Tôi không biết gì hết. Brown, anh thấy cái tên Paul này có gì đó đang giấu giếm chúng ta. Brown cũng nghĩ như vậy đó. Anh Đê lên xe đợi em trước đi. Em sẽ lên ngay. Làm phiền cô một chút nha. Anh Paul đâu rồi? Anh ấy đi lên lầu rồi. Có chuyện gì không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô một chút được không? Cũng đừng trách tôi cố tình ly gián hay là nói gì tới gia đình của cô. Nhưng mà cả tôi và anh Đê đều cảm thấy anh Bon có gì đó giấu chúng ta. Hình như là anh ta đang giúp bạn gái cũ. Cô Linley cũng nghĩ như vậy đúng không? Chung Chăng về rồi hả? Phải đó, tôi đã nghe dân trong làng nói cô ta về đây từ hôm qua. Tới lúc cô bị đánh một trận rồi. Đi, tôi đóng cửa tiệm, không bán nữa, mau về đi. Xin chào, siêu thị mini Phong Chăng nghe. Làm phiền bác chuyển máy cho Bùa Tông với. Bùa Tông? Con của Tẻn và Ta Nền hay sao? Không có ở đây, cô ấy đang sống ở trong làng á. Vậy tôi để lại số điện thoại, bác kêu cô ấy gọi cho tôi có được không vậy? Được. Mà cậu là ai vậy? Giọng quen quá. Tôi là bạn của cổ mà thôi. Thằng Paul, là Paul đúng không? Sao lại nhận ra mình được vậy? Nè, cậu không về chung với Chung Chăng hay sao? Hả? Bác nói gì? Chăng đã về tới làng biên giới rồi sao bác? Cô ấy về chung với ai? Không biết. Tôi chỉ biết á, tới lúc tìm Chung Chăng đòi nợ rồi. Nè, khoan đã bác à. Tôi xin bác đó, đừng có làm hại gì Chăng nha. Chăng vừa mới ra tù, bác hãy thương xót cô ấy đi. Alo bác. Bác. Linley. Xem ra con mình được đóng học phí sớm rồi. Nghĩa là sao hả? Cô Rao đã nói với em là nếu như chúng ta chịu hợp tác, cung cấp tin về Chăng sẽ có thưởng lớn. Lily, khoan đã. Đừng nói thêm bất cứ điều gì với họ, anh xin em. Tại sao? Tại sao phải bảo vệ cô ta? Là... Anh còn yêu Chăng đúng không? Không phải như vậy đâu. Anh không còn yêu Chăng nữa, nhưng mà anh muốn giúp cho Chăng, để bù đắp lại lỗi lầm gì đã hại cô ấy ngồi tù suốt thời gian qua. Thôi đi! Lily không muốn nghe chuyện cũ giữa hai người. Không quan tâm. Em không muốn biết chuyện gì về quá khứ. Em chỉ biết về hiện tại và chuyện tương lai thôi. Em sẽ không bao giờ để cô ta cướp anh đi được đâu. Lily à. Em sẽ tống cô ta vào tù. Lily, nè, khoan đã Lily. Anh cầu xin em mà Lily. Buông ra. Nè, buông em Lily. Ra đi. Anh cầu xin em. Nè.
Lily. 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 Em tỉnh lại đi. Lily. 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 Không. Trời, không, không, không. Lily. Lily. Lily, em tỉnh lại đi. Lily. Lily. Phu Phả à. Phu Phả à. Không khổ là Phu Phả, thánh xe của làng biên giới này. Vậy? Phu Phả. Phu Phả. Phu Phả à. Trời ơi. Phu Phả. Trời ơi, ghê quá. Bác Phong thấy sao? Có ngầu không? Còn dám hỏi nữa hả? Bác xem xỉu rồi đây nè. Nè, lần sau đừng dọa tao vậy nữa nha. Tao phát bệnh tim rồi đó. Nè, Phu Phả, bác nói cho con biết, Chôm Chăn nó đã về rồi đó. Chôm Chăn về rồi sao? Tiền này tôi muốn đầu tư với cô. 100.000. Ơ nè, 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 nè. Như những gì mà chúng ta đã nói, nếu như tôi đầu tư với cô, thì cô sẽ báo đáp tôi nhiều gấp đôi. Không chịu nổi rồi. Sao rồi, sắp được chưa? Sắp được chưa vậy? Chưa. Sắp được chưa? Ôi, ê, chú, tìm được rồi kìa. Ờ, chậm thôi, coi chừng á. Ờ. Dạ chú. Nè, cô nên giữ lời như vậy mới đúng chứ. Ha. Ừ. Ê, trời ơi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Trời, được chứ. Mở ra, mở ra. Ê, mở ra thôi. Để tôi mở cho. Từ từ thôi. Hả? Tiền đâu rồi? Không thấy tiền đâu hết. Hả? Đâu? Trời ơi, gì kỳ vậy? Vậy làm sao? Trời ơi, không có một xu nào hết trơn á. Chắc anh Bon trộm tiền của tôi rồi. Nhưng bọn tôi không thấy Bon về từ rất lâu rồi. Ờ, đúng rồi. Ừ. Hả? Tôi không có lừa mọi người. Tôi đã giấu tiền ở đây thật mà. Nên tôi mới quay trở về đây để lấy gì nè. Gì kỳ vậy? Sao giờ không thấy? Không có một xu nào hết kìa. Đúng vậy. Đâu? Đâu? Tiền đâu hết rồi? Tiền ở đâu? Tiền đâu hết rồi? Dừng. Mọi người cứ nóng nảy như vậy thì được cái gì chứ? Hãy nghe chàng nói trước đi. Nghĩ cho kỹ. Được rồi. Dù cô ta có nói gì thì bây giờ chỉ không có một xu ở đây nè. Ờ, trời ơi, báo cảnh sát rồi. Mệt quá, báo cảnh sát đi. Đúng rồi. Khoan. Chú à, chú lấy cái thùng qua cho con coi một chút được không? Xích lại gần chú, xích lại gần chú. Hơi. Cô dám. Chạy đâu mất rồi, đứng lại. Lâu rồi không gặp ha Chôm Chăn. Phu Phả. Đi đâu? Muốn đi đâu? Phu Phả. Qua đây. Qua đây. Nè nè nè. Chống cự hả? Hôm nay tôi sẽ báo đáp cô thật đàng hoàng. Dám đánh tôi hả? Nè, đưa lên xe đi. Con đi. Con. Con. Ê. Con tôi. Con
Ai đang hét vậy hả? Ui, làm gì vậy hả? Nè, muốn đưa Chôm Trăng đi đâu? Nè, phu phả, sao lại bắt Chôm Trăng? Bắt Chôm Trăng đi đâu? Bắt em có sao không? Bắt Chôm Trăng lại. Mẹ nó bị làm sao vậy hả? Cứu giới, Trăng bị phu phả và người của cậu ta bắt đi rồi. Hả? Bỏ tôi ra. Ngồi im đi, ngồi im. Đừng có chống cự. Ủa? Chân. Lái xe kiểu gì không biết nữa. Ôi. Trời ơi, sao bị té như vậy hả? Cảm ơn anh đã đưa tôi vào tù. Nếu như không có chuyện như vậy, có thể tôi còn chưa phân biệt được thiện ác. Có khi tới giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm kẻ lừa đảo đó chứ. 50. Cô nợ 500.000 mà chỉ có 50.000 thôi hả? Bây giờ như vậy được không mọi người? Mọi người tạm thời chia 50.000 trước đi. Tôi xin hứa với mọi người là sẽ mau chóng kiếm tiền trả số còn lại cho mọi người nha. Tôi không muốn ai phải gặp rắc rối vì tôi nữa. Chăng á, nó lo cho anh lắm luôn. Mekada 8.5 km, làng biên giới cách 3 km. Ôi. Ủa? Ai vậy? Ủa, anh ơi. Anh, sao anh quay lại vậy hả? Hai người có dùng tài khoản ngân hàng không vậy? Tôi muốn chuyển tiền thù lao để trả cho Chanh. Có khi Chanh sẽ dùng nó để trả cho dân làng. Ôi, tôi không có nhớ số đâu. Ôi, nhưng hay mà là... tôi nhớ. Anh ai chuyển cho tôi trước. Ôi, đợi một chút, để tôi lấy giấy bút ra viết số tài khoản cho anh nha. Nè Tói. Đợi chút nha. Có khi nào lại ở đây không? Xem kỹ đây, Phong Lan. Dần. Ôi. Có chuyện gì vậy ta? Rẽ bên phải thì là nhà của phu phả mà. Ê, dừng lại. Nhỏ Trăng nó lên xe phu phả chạy trốn mất tiêu rồi. Đã nói là không phải trốn, mà là phu phả bắt Trăng đi rồi. Đi. Đợi đã, con đi với. Đi. Mẹ đừng có đi theo làm cái gì. Con đi nữa. Đi. Mau lên. Nè, Tới. Đi thôi. Nè, Tới. Đi cứu Trăng không vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng phu phả nó bắt Trăng đi rồi. Hả? Vũ Tông, nhà phu phả đi đường nào? Làng khâm thép.
Không được tôi cho phép thì không được cho ai vào đây. Nếu có người ta cứu Trăng thì sao anh? Ai thèm cứu cô ta chứ? Cô ta lừa tiền của mọi người. Các cậu ra ngoài đi. Dạ được anh, đi thôi, đi. Lâu ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Chàng trốn rồi, bỏ đuổi theo cô ta. Ôi, cô ta chạy hướng nào? Làm sao tôi biết được chứ? Chia nhau tìm cô ta đi, bỏ lên, đi. Dạ, đi. Đi tìm cô ta đi. Bỏ bắt lại, bắt lại đi. Bỏ trốn hả? Bỏ chạy hả? Chạy hả? Thứ lừa đảo như cô phải quay video đăng lên mạng mới được. Mau! Đừng! 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 Quay đi! Mau buông tôi ra! Quay đi! Tên này là ai đây? Là chồng mới của cô sao? Thả cho anh ra. Anh là ai? Liên quan gì tới anh đây? Mau lên, mau lên! Kia kìa, mau lên! Đằng kia kìa! Mau lên, mau lên! Chăng! Chăng! Cậu sao rồi hả Chăng? Nè! Phú Phả! Anh dám đối xử với bạn tôi như vậy hay sao? Cái đồ khốn nạn! Các người tới đây làm gì? Các người muốn làm gì? Đương nhiên là tới đây cứu Trăng rồi. Cứu sao? Vậy các người đã quên hết rồi hay sao? Cô ta gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho các người hả? Dù tính tình của Trăng không tốt cỡ nào thì vẫn là người. Sao anh đối xử với người ta vậy? Tôi thích đó. Tôi còn làm hơn nữa kìa. Nếu nhà ở đây dám ngăn cản thì tôi sẽ kêu ba của tôi đòi lại hết tiền nợ. Ai không trả thì thu nhà. Làm sao đây? Trời ơi, làm sao anh đây? Anh có quyền gì mà đòi tịch thu nhà người khác? Vì ba tôi chính là chủ nợ của tất cả bọn chúng. Nhưng mà theo pháp luật, quan hệ chủ nợ và con nợ bắt buộc phải ghi rõ ràng thời gian trả nợ ở trên hợp đồng, chứ không phải muốn đòi lúc nào thì đòi cũng được. Đúng rồi. Với lại cho dây nặng lãi kiểu như vậy là chuyện bất hợp pháp đó. Nếu như người dân đồng lòng cùng báo cảnh sát thì người xui xẻo sẽ là anh đó. Chúng tôi có thể khởi kiện ông Ba Thép thật sao? Con đã nói rồi mà không ai chịu tin hết.
Không phải không tin, mà là không dám nữa. Đúng. Mọi người mạnh dạn lên, tôi tìm luật sư giỏi cho mọi người. Anh ơi, trả chôm chân lại đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện đàng hoàng sao? Nói chuyện đàng hoàng thì có gì vui nữa chứ hả? Đây là xe của anh đúng không? Hả? Anh thích chơi xe chứ gì? Tôi không thích chơi xe, tôi thích đua. Nếu đã như vậy thì anh đấu với tôi thử xem sao. Lấy con nhỏ chôm chân làm tiền cược. Ủi. Đồng ý. Anh này ngồi đây. Anh này, anh không thể đua xe giúp Phu Phả được đâu. Anh có biết anh ta rất xấu không? Trước đây hắn từng lái xe đâm chết các tay đua khác đó. Nghe tôi đi, xin anh đó, cứ để tôi đi theo hắn, rồi sau đó tôi sẽ tự nghĩ cách trốn ra. Quyết định sao rồi hả? Thôi đi. Nè, chúng ta phải làm chủ lên. Đồng ý. Nhưng tôi nghĩ chỉ lấy mình tranh làm tiền cược thì vẫn chưa gây cấn. Hả? Hay là chúng ta lấy hợp đồng vay nợ của dân làng làm tiền cược đi. Có thật không đây? Nếu như tôi thắng thì anh phải thả chanh và xé bỏ hợp đồng vay nợ của tất cả dân làng. Thấy sao? Tất cả luôn. Hay quá vậy. Tất cả luôn. Còn nếu thua thì sao đi? Tốt quá rồi. Tự nhiên tốt quá. Tôi mang một cái đồng hồ trị giá 2 triệu bạc. 2 triệu hả? Có thật không đây? 2 triệu bạc. Đi cầm để lấy 100 ngàn. Nếu như anh thắng thì anh có thể dùng 100 ngàn để chuộc về cho anh. Không gì. 2 triệu luôn hả? Anh ta giàu dữ vậy. 2 triệu bạc. Quá đơn của tiệm cầm đồ. Đại ca rất là thân với chủ tiệm cầm đồ này mà. Nếu đồng hồ của anh trị giá 2 triệu bạc thật thì đồng ý thôi. Ôi trời ơi, được đây. Thắng chắc rồi. Không vậy trời. Mau xuống xe, mau lên. Xuống xe đi. Trời. Xuống đi. Nè, đi đâu mà kéo nhiều người dữ vậy? Mau lên, trời ông ơi. Chủ của con chăn đó bây giờ sẽ đua xe với Phu Phả vì muốn giúp chăn và giúp chúng ta xóa hết sổ nợ nữa đó. Thiệt hả? Chồng mới của con chăn thiệt là tốt quá ha. Phải đó. Anh Nai không phải là chồng chăng? Trời sao không phải chứ? Nè, con đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa. Nếu như không phải chồng á, sao lại hết mực giúp cô ta như vậy? Đúng không? Đúng đó. Đúng đó. Phải đó. Nói đúng lắm à. Như đã hứa với mọi người đây. Tất cả hợp đồng vay nợ của mọi người đều đang ở đây. Nếu tôi thua thì các người cứ mang đốt hết.
Trời ơi, ổn ghê á. Đây là tất cả giấy mượn nợ và khế đất của làng biên giới chúng ta. Còn đây là hóa đơn ở tiệm cầm đồ, đồng hồ trị giá 2 triệu bạc của Nai. Bỏ hết tất cả vô trong này luôn đi. Sau đó thì xoay xoay xoay, rồi bỏ hết vô ở trong cái ống tre này. Ai mà thắng cuộc trong cuộc thi đấu á, thì người đó sẽ được lấy đi. Đây. Quy tắc bắt buộc trong cuộc thi là phải lái một vòng quanh làng biên giới. Ai về giành xuất phát trước tiên và giành được lá cờ này thì người đó sẽ chiến thắng. Sao vậy? Trên đường đua xe với Phu Phả sẽ có một khúc cua rất là nguy hiểm, mà tên Phu Phả rất thích nhân cơ hội đó để đẩy đối thủ của mình rơi xuống vực sâu. Bây giờ như vậy anh này, anh chú ý nhìn tôi. Tôi sẽ đợi anh ở trên núi và ra tín hiệu cho anh khi tới khúc cua đó, có được không? Mình không tin tưởng Phu Phả. Mình sợ hắn sẽ đẩy xe của Na xuống vực. Mình muốn tới chỗ khúc cua để ra tín hiệu chỉ đường cho anh Nai. Bùa, cậu giúp mình ngăn đàn em của Phu Phả. Được. Tối, nếu như anh Nai thắng trong cuộc thi mà đám người Phu Phả lật lòng, thì anh mang theo người và vũ khí đối đầu với họ nha. Được. Mọi người phải cẩn thận nha. Đi. Anh. Đủ gì? Qua đây. Anh ơi anh, tôi có chuyện muốn hỏi. Anh. Cái gì đây? Tôi có xin không dạ? Anh mua súng ở đâu vậy? Bắn chuẩn không? Nhỏ này không được bình thường vậy ta.
sao nữa. Không biết sao nữa. Ôi, Trăng. Sao rồi? Vẫn còn chưa quay lại hả? Ôi, vậy bây giờ ai đang dẫn trước vậy? Là Phu Phả. Trời ơi. Chạy giỡn chắc mày đặt. Giờ sao đây? Quả thật là đã dở trò. Nếu như cô không giúp tôi thì chắc tôi đã gặp nạn rồi. Nè này, anh ăn gian. Anh đã đi đường vòng rồi lại lái thẳng tới đây là chơi gian lận rồi. Tôi gian lận chỗ nào chứ? Quy tắc của cuộc đua không có yêu cầu là phải lái như thế nào, mà quy tắc chỉ nói là ai lái tới đích trước thì người đó thắng. Bây giờ tôi thắng anh rồi đó. Anh đừng quên thực hiện lời hứa của anh. Tôi không đồng ý chuyện này. Mấy người muốn làm gì đây? Mấy người muốn làm gì? Bọn tôi đã chiến thắng rồi, anh đừng có hòng lật lọng nha. Anh nghĩ cho kỹ đi. Rốt cuộc là ai gian lận? Không phải anh chính là người hay gian lận lắm sao? Đẩy xe làm đối thủ mất kiểm soát, sau đó đẩy họ rơi xuống vực. Và anh cũng muốn làm như vậy với tôi còn gì? Tôi không có làm. Xe tôi có camera, muốn tôi đem ra làm bằng chứng không hả? Như vậy thì mọi người sẽ biết anh xạo trá tới cỡ nào. Lấy bằng chứng ra đi. Tôi nghĩ là anh không dám xem đâu. Vì nghe nói anh thường lái xe đẩy đối thủ của mình xuống vực, nhưng lại ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Nếu tôi công khai đoạn clip này ra thì chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra lại những vụ án xưa. Anh muốn thử không hả? Đáng sợ thiệt mà. Muốn sao đây? Suy nghĩ cho kỹ đi. Muốn ngoan ngoãn nhận mình thua cuộc, hay là muốn gặp nhau trên tòa? Hả? Muốn sao đây? Hả? Muốn sao? Cứ chờ đó mà xem đi. Không quay trở lại nữa. Vậy đi, chúng ta được tự do rồi.